em chào cô Liễu. Hả? Cô Liễu nào ở đây? Dạ sorry em nhầm. Dạ, em chào chị Hoa. Hèn chị thấy cao quá. Em nhìn sao mà chị ra cô Liễu hay vậy? Hả? Trời ơi, trùng hợp chưa kìa. Hai cái áo giống nhau. Cô nghĩ sao mà cô mặc cái áo này vậy? Bởi vì tôi thấy cái áo này rất hợp với dáng của tôi. Bây giờ thì em hiểu rồi. Hèn chi từ sáng tới giờ bước chân vô trường là ai cũng tròn mắt nhìn em hết á. Có gì đâu, chỉ cần cô về nhà thay đồ là xong chuyện chứ gì. Tại sao người về thay đồ không phải là cô vậy? Em thấy ha, những cái kiểu áo này chỉ phù hợp với phụ nữ trẻ trung, cao ráo, xinh đẹp giống như em thôi. Còn cô thì Thì sao hả? Hả? Thì em nghĩ là cô nên về thay đồ chứ sao? Không dám đâu. Tôi mới thấy cô mới là người không hợp với kiểu dáng này đó. Người em cao ráo như cái cây tre miễu chứ cô làm sao mà hợp được chứ? Cái gì? Cô nói em là cây tre miễu hả? Phải đó. Phải rồi. Cũng có người ước được giống như cây tre miễu, cao ráo giống như em mà không được á. Nhưng mà người ta thì Ồ, hai người mặc áo giống nhau quá ha. Hèn chi tôi đi từ xa tôi nhìn tôi tưởng đâu là hai chị em sinh đôi chứ. Chị em cái gì? Tình thủ thì có. Ủa, cô Liễu, vô đây, vô đây, vô đây. Madam, ở đây nè cô. Ủa, tất cả các thầy cô phòng mình ngồi đây hết à? Đúng rồi, cô ngồi đó đi. Sao tự nhiên bị ép ngồi đây chứ? Đúng rồi đó, mình cứ tưởng là mình đọc, ai về cũng có người đọc không. Ủa, cô Liễu, sao hai người có vẻ ăn ý vậy? Mặc đồ cũng đẹp giống nhau nữa. Tôi mới mặc giống nhau chứ ai mà muốn. Vậy thì tốt có sao đâu. Nè, lát nữa trường mình có tổ chức chương trình văn nghệ đó. Hai cô có gì lên thi đi, bảo đảm sẽ đoạt giải cao đó. Tại vì đâu ai mặc đồ mà giống như hai cô đâu. Trời ơi thầy ơi, ý kiến hay quá thầy. Thôi mời. Vâng, chắc hẳn quý vị đã thưởng thức bữa ăn rồi đúng không ạ? Và phần tiếp theo của chương trình hứa hẹn sẽ rất là thú vị. Đó là phần thi năng khiếu. Vâng, và đây là phần thưởng của chương trình. Đó là một bộ tượng cực kỳ dễ thương đúng không ạ thưa quý vị? Bộ tượng dễ thương quá. Và để cho buổi tiệc hôm nay thêm phần sôi động, xin mời quý vị hãy nhiệt tình tham gia. Cô có muốn lên đó thử không? Lên đâu? Lên sân khấu chứ đâu. Ngó bộ cô á là em biết cô thích bộ tượng rồi. Vậy còn cô? Em cũng thích. Hiếm khi nào mà em thấy cô với em mặc áo giống nhau lắm. Vậy thì mình thử một lần coi làm sao. Cô thấy làm sao? Thích thì chịu. Thích thì chơi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, để hương thầm vương vẫn mãi người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, để hương thầm mang mát mãi người đi. I can show you the world shining, shimmering, splendid. Tell me princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world. Cuối cùng là tiết mục trình diễn của hai chị em.
Hạt Mưa Sinh Đôi. Xin mời cô Hoa và cô Liễu cùng tiến lên sân khấu. Tôi thấy mình có công nhiều hơn đó. Vậy cô có thể nhường cho tôi bộ tượng này có được không? Cô Liễu à, sao mà cô quá đáng quá vậy? Người rủ cô thi cũng là em, người đăng ký cuộc thi cũng là em, rồi người nghĩ ra những cái động tác để mà cô đoạt giải cũng là em. Vậy mà bây giờ cô đòi giành đồ của em, cô ngộ ha. Thưa à, cô hãy nghĩ kỹ lại xem. Một cô giáo dạy thể dục như cô làm cái chuyện này á, có gì mới đâu chứ. Với một người quý phái sang trọng như tôi làm mấy chuyện này mới gây được ấn tượng chứ. Đúng là không biết điều mà. Cái gì? Cô nói là em không biết điều với cô đó hả? Phải đó. Em không biết điều đó. Vậy sao cô không biết điều đi? Ai đợi người lớn mà đi giành đồ người nhỏ thích như vậy chứ? Được rồi, chia đôi cho con bạn. Chia đôi? Được, chia thì chia. Hai cô ơi, mọi người đang đợi bên ngoài á. Nhanh 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 nha. Ừ. Còn trẻ mà tham lam quá trời. Tham lam như vậy, già già mới bằng được cô chứ. Ủa, sao chỉ có 4 bức tượng thôi vậy? Cái này phải đủ một bộ mới có ý nghĩa chứ. Bởi vậy mới nói. Chiến phần thưởng của hai người phụ nữ vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Thầy, lúc tôi đi tìm tài liệu để trở về Pháp thì tỷ số phần thưởng của Madame Liễu và cô Hoa vẫn chia là 3 năm. Và cho tới lúc tôi chuẩn bị đi thì cuộc chiến này vẫn đang ở giai đoạn rất là khốc liệt. Có điện thoại kìa. Dạ. Alo. À. À, dạ có. Dạ, dạ. Dạ cô đợi một chút nha. Cô Liễu ơi. Cô có điện thoại. Ơi. Có chuyện gì vậy? Cô, có ai gọi điện thoại cho cô nè. Ồ,
Gì hả? Là ai vậy? Hình như nghe cô nói là cô Vân gì đó. Cô nói là gọi điện thoại cho cô hoài mà không có được. Sao kỳ vậy? À, nhờ cô chuyển điện thoại vào phòng cho tôi nha. À, dạ. À, cảm ơn cô trước. Qua. Dạ. Sao con xưng hô như vậy? Xưng hô vậy thì sao ba? Phải gọi bằng mẹ chứ. Phải tập cho nó quen đi con. Ba thì chỉ là xưng hô thôi mà. Chứ lại á, hơn 10 năm trời con xưng hô với cổ như vậy rồi. Bây giờ bắt con thay đổi sao không làm được. Nè. Dạ. Nước hầm xương á, con nhớ chắc nước đầu nha. Ủa? Sao lại phải chắc bỏ nước đầu vậy cô? Cái nước đầu á, em thấy mới là cái nước ngon nhất á. Nước đầu là nước rất là nhiều tạp chất đó. Vì vậy cho nên phải loại bỏ ra đi. Ngộ ha. Đúng là mỗi nhà thì có mỗi cách chế biến khác nhau. Em thì quen chế biến vậy, còn cô thì chế biến kiểu khác. Nói dạy con mà không mau làm đi. Dạ. Cô nói gì? Đến giờ này em vẫn gọi là cô được hay sao hả? Đã là người một nhà lâu rồi mà. À, thì ra nãy giờ cô nói cái chuyện xưng hô đó hả? Cô à, thông cảm giùm em đi. Thì từ xưa tới giờ em đã quen nói chuyện xưng hô như vậy với cô rồi. Bây giờ kêu thay đổi làm sao mà đổi được chứ. Nói cũng như không. Kêu. Ai giống người nhện vậy ta? Ủa ba hả ba? Ba coi con làm người nhện nè. Con nè, coi đi nè. Ôi ôi. Tao là người nhện đây. Trời ơi, người nhện nó xuất hiện thiệt rồi hả? Đúng rồi, tao xuất hiện nè. Trời ơi, người nhện xuất hiện như vậy thì tao phải chết sao? Trời. Chết. Xin người nhện ơi tha cho ta đi. Không được thoát khỏi tay ta đâu. Ta biết rồi, từ bây giờ sau ta không dám gì nữa đâu. Người nhện hãy nhẹ tay cho ta. Được rồi, ta sẽ tha cho nhà ngươi. Đa tạ người nhện. Không được tái phạm nữa đó. Yes, ok. Đấy, con làm gì vậy? Té đó. Chà, người lên đây, Spider-Man. Té xuống. Xuống con. Trời, Spider. Ủa sao dính vậy trơn? Trời ơi, đi xuống đi, muốn dính thì chiều nay ba mua cho keo dán sắt, ba dán cho dính. Trơn. Xuống té, mày chờ nè. Hả? Từ từ. Người nhện ba. Ừ, người nhện giỏi lắm, người nhện của ba giỏi lắm. Ừ, bữa nay em cho Tâm Lý nó nghỉ một ngày. Anh ở nhà lo làm chi giùm em nghe chưa? Em với cô Liễu đi ăn tiệc về trễ lắm. Tự lo đi đó. Ừ, vậy nha. Ủa, cô Liễu. Phòng ở đây mà cô đi đâu rồi vậy? Cô Liễu. Nè, sao vậy? Cô giận em hả? Cô Liễu à, phòng ở dưới kia kìa. Tôi giận cô hồi nào chứ? Thôi mà. Em biết, không lẽ là cô giận em cái chuyện xưng hô đúng không? Nhưng mà cô ơi, cái tánh em từ xưa tới bây giờ nó là như vậy rồi. Bây giờ mà cô kêu em bắt kêu cô bằng mẹ đó, chắc chắn là em kêu không có được, không có tự nhiên rồi. Mà đã là không tự nhiên thì chắc là cô không thích đúng không? Cô nói cũng phải. Thật ra cô muốn kêu sao cũng được mà, tôi đâu có bắt ép cô. Đã là người một nhà rồi mà tối ngày cứ hết cô Liễu này đến cô Liễu kia. Thiệt là. Ôi mẹ ơi. Cuối cùng thì. Ây chà. Ôi. Ai mà quăng cái cây kem ở đây vậy? Mép chút xíu nữa là cô đạp trúng rồi đó. Cô muốn chọc tức tôi phải không? Dạ. Cô chọc tức tôi phải không hả? Hả? Quá đáng mà. Không muốn ngồi thì coi. Sao lại tôi đâu có bắt ép cô, sao lại nói như vậy chứ hả? Sao lại tập chọc tức người lớn như vậy? Ờ, em đâu có chọc gì cô đâu. Thiệt. Cô Liễu. Trời ơi, em không có hiểu gì hết. Cô Liễu. Cô à, cô à. Thôi tôi mệt rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa. Cô đứng lại nghe em nói nè. Cô à. Trời ơi, mở cửa đi, sao tự nhiên lại giận em vậy? Cô đi về đi, đừng có làm phiền tôi nữa mà. Cô à. Làm ơn đi mà, tôi đã nói cô không nghe sao?
tôi mệt rồi. Em đâu có thấy cô mệt đâu. Em thấy giọng cô còn khỏe lắm mà. Cô à, ra đây đi rồi nói chuyện mà. Cô về đi, tôi không tiếp cô đâu. Tôi còn phải nghỉ ngơi, cô về đi mà. Bây giờ sao cô giận em, cô ra đây nói chuyện với em đi. Tôi giận cô hồi nào, tôi chỉ mệt thôi. Cô đi tìm một mình đi. Cô à, mở cửa ra đi rồi nói trời chuyện. Trời ơi, làm ơn đừng có bỏ cửa nữa mà. Đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi mà. Cô đi đi, tôi không có mở đâu. Hiện thân chính nghĩa Spider-Man chiêu chiêu. Hiện thân chính nghĩa Spider-Man chiêu chiêu. Tâm Anh ơi, Spider-Man tới nè. Tâm Anh ơi. Đau rồi trời. Thiệt tình. Spider-Man đi đi. Spider-Man chiêu chiêu. Spider-Man chiêu chiêu, hiện thân chính nghĩa đi. Leo tường và cứu người. Spider-Man chiêu. Spider-Man chiêu chiêu. Spider-Man chiêu chiêu. Chiêu 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 chiêu. Spider-Man chiêu chiêu. Spider-Man đã xuất hiện rồi đây. Hả? Spider-Man tới đây. Spider-Man sẽ tới đây. Yeah. Yeah yeah. Spider-Man. Spider-Man chiêu 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 chiêu. Trời đất ơi. Hả? Con là con gái nha, làm chi? Trời đang mưa kìa, không thấy hả? Leo cây té bây giờ đi vui nhà nhớ lên. Không sao không sao, con là Spider-Man mà. Spider-Man chiêu 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 chiêu. Làm chi? Mở cửa. Tôi đã nói là không mở rồi mà. Cô đi tìm một mình đi. Làm ơn thì cũng ngoan cố như vậy nữa. Để yên cho tôi nghỉ ngơi đi. Em công nhận luôn á. Cô sao mà cố chấp quá à. Mở cửa đi mà. Làm ơn đi về giùm tôi cái đi. Alo. Cái gì vậy anh? Cái gì? Lập chi nó bị té hả? Sao? Lập chi nó bị làm sao hả? Em biết rồi. Lập chi bị làm sao? Cô ơi, lập chi nó bị té. Nó vô bệnh viện rồi cô ơi. Ôi trời ơi. Lập chi ơi. Hai người tới rồi hả? Làm gì đâu rồi? Sao hả? Em với mẹ bình tĩnh, nghe em nói rồi hả? Trời ơi, bình tĩnh gì nữa? Làm gì đâu? Xin lỗi gia đình. Bác sĩ ơi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em à, em bình tĩnh nghe em nói rồi đã. Em. Vết thương của ông nhà quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi gia đình. Là... Nè con, là sao? Là sao trời hả con? Ơi, hai người không có chịu nghe con giải thích gì hết á. Vô khóc quá thì khóc luôn, không ai nói gì được hết á. Rồi nói đi, chuyện gì? Làm chi đi toilet rồi. Hả? Nó leo lên cây, rồi trời mưa lâm râm, nó chợt chân nó té. Bác sĩ nói là nó bị xây xước nhẹ thôi, không có sao hết á. Cũng may nha, nó leo mới tới nửa thân cây thôi á. Nó mà leo tới trên ngọn là xong phim luôn rồi. Trời ơi! Dạ. Vậy tại sao anh ngồi ghế ở ngay phòng cấp cứu? Thì tại anh thấy ghế đây trống, anh lên ngồi thôi. Trời ơi, cái thằng này thiếu gì chỗ ngồi sao lại ngồi đây chứ hả? Chỗ ngồi ghế trống còn bị đánh nữa. Không ạ. Con à, mẹ đã không cho leo trèo mà cứ leo trèo hoài vậy hả? Thôi được rồi, nó không sao là tốt lắm rồi. Ủa mẹ, mẹ ăn mặc vậy định đi tiệc hả? Dài mẹ đâu? Thôi chết. Vội quá, mẹ quên mất tiêu rồi. Vậy mẹ mang dài của con đỡ được không? Lạp chi! Mẹ nó kêu là cởi bộ đồ đó ra mà. Cái con nhỏ này liền. Mẹ, cái chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả? Lạp chi! Cái chuyện gì vậy con? Hả? Cái con nhỏ này lì ghê á. Mẹ nó kêu là cởi bộ đồ đó ra nghe chưa? Nó chỉ mặc thôi mà. Với lại
làm chị có hứa với bà là không leo trèo nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái con nhỏ này nè, nó mà chịu giữ lời hứa là chết liền á. Mẹ cứ chịu nó riết đi, mai mốt nó hư cho mà coi. Con vừa gọi cô là gì vậy? Gọi gì đâu. Có phải con vừa gọi cô là mẹ không? Hả? Chứ hôm nay gọi ba. Cởi bộ đồ đó ra nè. Quá chờ mẹ với. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.